Rồi ok, hello anh em nha. Bây giờ là chiều ngày thứ năm nha, em tiếp tục lên sóng vài món nha. Anh em cần món nào cứ alo cho em nha, 0933 207 28 nha. Rồi đầu tiên là một bộ đầm. Bộ đầm là xài cho custom 70 hoặc là 90 nha anh em. Đó, bộ đầm này sơn si rin. Đó, bộ đầm này bán là 1 triệu nha anh em. Đó, bố hắn rin, bạc đạn rin. Nói chung là rin 100% nha anh em. Đó. 1 triệu nha, bộ đầm. Đó, bố hắn rin dày đẹp nha anh em. Đó. 1 triệu nha. Này anh em xài cho custom hoặc là 84, 86 gì tùy anh em nha. Đó, sơn rin hết. 1 triệu. Đầm trước sau. Rồi một bộ cam si-rin. Bộ cam này cũng khá đẹp nha anh em, chân là cũng còn màu nha anh em. Đó, bộ cam này bán là 1 triệu nha. Chân là vẫn còn độ vàng nha anh em. Cam rin nha, 1 triệu nha. Không phải cam cam điên nha anh em, đúng cam rin trả xe 1 triệu. Rồi hai củ nhanh trước. Hai củ nhanh này khá đẹp nha anh em. Đó, hai củ nhanh này bán là 1 triệu nha anh em. Đó, rất là bóng luôn nha anh em. 1 triệu nha, hai củ nhanh trước. Chập rin hết nha anh em. 1 triệu, hai củ nhanh trước. Rồi một cặp bột custom. Đó, còn cặp cuối luôn, cặp này em bán là 800. Anh em nào nhanh gọn lẹ thì cứ alo em nha. Bột là bao nhúng nhảy ngon nha anh em, không lỗi lầm gì hết nha. Ống là sơn màu 116. 800 nha anh em, một cặp cuối cùng luôn. Rồi một bộ giò gà gánh đầy đủ như hình nha anh em. Đó, có giảm sóc nè, nói chung là đầy đủ. Đó, có luôn bạc đạn tán cổ đẹp nha anh em, sơn rin đẹp. Bộ này em bán là 1,7 triệu nha. Đó, dành cho anh em nào muốn mua nguyên bộ thì cứ về mua nguyên bộ này về lắp cho thôi nha. Anh em xài cúp đèn tròn hoặc là cúp tum 70 90, nếu muốn trải nghiệm cái bộ này thì mua nguyên bộ về với cái má đầm nữa là để vô là xài thôi. Cái bộ này có cái gánh này nên anh em thắng rất là đầm luôn, bao đầm so với những cái bộ giò gà thông thường nha anh em. Nguyên bộ này em bán là 1,7 triệu nha. Đó, 81, 86 anh em muốn trải nghiệm thì mua bộ này về trải nghiệm, bao đầm, bao đầm bao y máy nha anh em, đầy đủ ốc nha, 1,7 triệu hết trọn bộ luôn. Rồi một cặp nèn Union tháng 11 năm 95, cặp nèn là Sirin nha anh em, Sirin đẹp. Cặp nèn em bán là 900 nha, hai cái là đều tháng 11 năm 95 hết nha anh em, nèn 1,2 đó, tháng 11 năm 95 nha. Nèn em bán là 900 nha anh em, Sirin bên trong là bao đẹp, bên trong là không có bị mục lủng gì hết nha anh em, 900. Anh em cần cứ alo nha cho em nha. Chào anh em.